Nói chung chẳng ai như mình mà lúc nào cũng tiết kiệm. Nhưng mà bây giờ ra mặt trắng rồi, mới có đi thăm mất dạy này. Đó. Bây giờ này, sáng nay ra rửa mặt sạch. Rửa mặt sạch, sau đó mình bôi một lớp kem dưỡng da. Đó. Một lớp kem dưỡng da, đây là kem dưỡng da Laneige. Lúc này thì nó đang có giá 720 nghìn nha, vì mình mua được giá tốt nha. Đó. Các bạn bôi một lớp kem dưỡng trắng da Laneige, mỏng thôi nha, chưa tiết kiệm. Mua hàng inbox fanpage Trang Khàn Dấu Tích Xanh hoặc Facebook Trang Trần. Đó. Để lượng kem đóng nắp lại nhưng mà nó bốc hơi. Cái này có giá 720 nghìn, có thể đến quán bún đậu Cô Khàn. Địa chỉ 102/26 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Các bạn bôi kem dưỡng da này. Bôi mỏng thôi nha. Đó. Bôi thì mát xa ngược như này cho mặt nó đỡ sệ này. Đó. Kem này nó rất là mịn và thẩm thấu vào da. Đó. Sáng ngày ra các bạn nên sử dụng kem dưỡng trắng da, hạn chế trang điểm. Đánh phấn trang điểm nhiều mệt lắm. Đó. Các bạn thấy không? Đó. Thấy chưa? Đó. Kem dưỡng trắng da Laneige 720 nghìn. Nhung trang bộ sản phẩm tinh chất bergamot và dưỡng trắng da. Si detox dùng thích lắm chị ạ. Tẩy tế bào chết chóc chóc, không chê vào đâu được. Đúng là tiền nào của đấy. Trời ơi. Đó. Đó. Mọi người bôi khoảng 30 giây là nó thấm rồi. Với những cái người nào mà làm việc trong văn phòng hoặc không có đi xe máy ra ngoài đường thì các bạn không cần sử dụng chống nắng. Mặc dù là nó không có thành phần chống nắng đâu. Tuy nhiên mình ngồi trong nhà, mình không đi ra ngoài đường thì mình chỉ cần bôi một lớp dưỡng da. Tại vì ngồi trong nhà cái lớp dưỡng da nó là một lớp áo bảo vệ cho mình rồi. Còn nếu bạn nào đi ra đường, cái này là kem dưỡng này là 720 nghìn. Mua hàng nhắn tin fanpage Trang Khàn Dấu Tích Xanh hoặc Facebook Trang Trần của mình, hoặc Facebook Coca, hoặc Facebook Thảo Trần mình có tác. Đấy là hai em gái của mình. Sau đó các bạn, những bạn nào mà phải chạy ra đường đi công việc, các bạn nên dùng kem chống nắng TV. Thành phần chống nắng SPF 50 PA cộng cộng và tránh tia UV. Đó. Sau đó mọi người bôi, sau khi bôi kem dưỡng da rồi, mọi người bôi thật nhẹ một lớp kem chống nắng lên ngoài. Đó. Chúng ta phải bôi kem dưỡng trước rồi mới bôi kem chống nắng. Đó. Hạt mỏng thôi đó. Sau đó mọi người bôi lên ngoài. Kem chống nắng này 285 nghìn. Đó. Mọi người thấy chưa? Khi mọi người bôi kem, mọi người phải luôn luôn vuốt này, để cho da mặt không sệ. Đó. Thấy chưa? Kem chống nắng đây này, khi mọi người bôi kem chống nắng ngay rồi ấy, thì đấy, mọi người sẽ để được cái lớp này được khoảng 4 tiếng. 4 tiếng mọi người rửa mặt lại nước lạnh rồi bôi kem chống nắng là xong. Đa phần ấy, nếu như bạn, tớ thì tớ để mẹ nó cả ngày. Bởi vì tớ có mỗi lớp kem dưỡng ở dưới rồi nên tớ để mẹ nó cả ngày. Còn bạn nào mà chạy xe máy nhiều ấy thì 4-5 tiếng rửa mặt lại bôi một lớp chống nắng. Còn không như mình ấy, mình ít khi mình chạy xe máy nhiều, mình chạy từ nhà ra tiệm 3 cây số chả quan trọng. Đó. Kem chống nắng này mình bán các bạn giá 285 nghìn của tháng này nha. Bởi vì là mình mua được tháng này giá tốt thì mình bán 285 nghìn. Mình sợ rằng tháng sau ấy mình không ôm được giá hàng tốt thì mình bị lên mất mấy chục đấy. Đó. Mọi người mua hàng nhắn tin Facebook Trang Trần cho mình, hoặc là fanpage Trang Khàn Dấu Tích Xanh, hoặc cái thẳng quán bún đậu cho mình nha. Đó. Thấy sao môi hồng không? Môi hồng là do buổi tối trước khi đi ngủ luôn luôn dùng mặt nạ ngủ môi Laneige. 395 nghìn một hộp này ấy, dùng được 2 năm. Hộp này dùng được 2 năm lận. 2 năm. Đó. Buổi tối trước khi đi ngủ bôi một lớp. À, môi luôn luôn hồng. Kem dưỡng trắng da này dùng cho mọi lứa tuổi nhá. Kem dưỡng trắng da này dùng được cho mọi lứa tuổi. Dùng cho mọi lứa tuổi. Đó. Mua hàng nhắn tin cho mình nha. Mẹ, tự dưng mặt đen hơn người. À, mặt trắng hơn người.